Chào bạn, tôi là Bùi Hân, là người quản lý sản phẩm của trang bán hàng trực tuyến corashop24h.com. Thưa với bạn, gần đây chúng tôi đã đưa tới tay người tiêu dùng một cái loại sản phẩm mà hiện nay đang được mọi người ưa dùng. Đấy chính là cái dầu nóng xoa bóp Hàn Quốc Anti-Flame. Và gần đây thì chúng tôi có nhận được một số những cái câu hỏi về dầu nóng, như là dầu nóng Hàn Quốc này có tốt hay không, hay là mua dầu nóng Hàn Quốc ở đâu ạ? Vâng, thì để trả lời cho câu hỏi này thì trước tiên chúng tôi xin mời các bạn sẽ xem một cái đoạn giới thiệu về dầu nóng cũng như là các cái công dụng của dầu nóng. Vâng, các bạn vừa mới xem về cái phần tác dụng của dầu nóng anti-flame đúng không ạ? Vâng, thế và các bạn cũng biết là cái tác dụng của dầu nóng Hàn Quốc thì chủ yếu là dùng cho cơ xương khớp đúng không ạ? Tôi không khẳng định là nó tốt hay không, mà tôi chỉ giới thiệu với các bạn về cái tác dụng cũng như là cái cơ chế hoạt động của dầu nóng để các bạn sẽ có thể thấy được là dầu nóng nó có tốt hay không. Thì mọi người sẽ ra cái kết luận cuối cùng của chính mình đúng không ạ? Thì các bạn cũng biết là cái cơ chế dầu nóng này là khi các bạn mà thoa dầu lên cái vết thương ấy, cái chỗ mà mình cần phải phục hồi vì nó bị đau ấy, thì cái cơ chế dầu nó sẽ là thẩm thấu nhanh và mạnh. Nó làm tan nhanh những cái vết đau của các bạn cũng như là những cái chỗ sưng tấy hay là những cái chỗ mà bị tụ máu, bị bầm đúng không ạ? Vâng, thì nó làm lưu thông máu ở cái phần tổn thương đấy nó tốt hơn. Và các cái mà nó lại tốt cho cả những cái người mà bị huyết áp có thể sử dụng được mà lại không gây là ức chế và làm mà hạ huyết áp của những người bị huyết áp thấp. Thì đấy là những cái mà cái tác dụng và cái cơ chế hoạt động của cái dầu nóng này. Thế thì các bạn có thể thấy là từ những cái tác dụng của dầu nóng cũng như là cái cơ chế hoạt động của nó thì các bạn có thể rút ra cái kết luận cho chính mình là cái dầu nóng này nó có tốt hay không ạ? Vâng, nó có thể là chữa về xương khớp này, nó có thể là hỗ trợ điều trị viêm này, rồi nó có thể giúp các bạn là tan các cái vết bầm tím hay là những cái chỗ bị tổn thương đúng không ạ? Thì nó có tốt hay không ạ? Vâng, đấy chính là cái mà chúng tôi muốn đưa tới thông tin cho các bạn. Thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái nhận định về dầu nóng là nó có tốt hay không, có thể trả lời cho mình cái câu hỏi như vậy đúng không ạ? Và cái chai dầu nóng này thì các bạn biết rằng là đối với bản thân tôi thấy là rất tốt. Và các bạn có thể quyết định, có thể nhận xét nó sau khi sử dụng đúng không ạ? Mà nó lại còn có một cái hay nữa là chai dầu nó có rất nhiều cái tác dụng này, các bạn thấy thậm chí là kể cả massage được này. Vâng, thế mà một chai dầu như thế này có giá là 120.000 tới tay người tiêu dùng hiện nay, giá đấy là giá hiện nay. Cũng có một số cái dao động nhỏ khi nhập hàng về, nhưng nó sẽ là tôi nghĩ sẽ không đáng kể. Thế mà các bạn có thể dùng trong vòng khoảng 1 năm, có khi cả gia đình chúng ta dùng trong khoảng 1 năm mới hết một cái chai dầu như thế này, thì các bạn thấy là nó rất là hữu hiệu đúng không ạ? Nó rất tốt cho bản thân chúng ta và gia đình chúng ta trong cái việc mà phòng chữa những cái bệnh mà những cái khó chịu, những cái bực bội mà không mong muốn từ những cái bệnh từ xương khớp hay là những cái vết đau mà mình bị do va chạm hay gì đó ngoài ý muốn đúng không ạ? Thì các bạn có thể thấy là một cái sản phẩm như này là hoàn toàn tốt đối với người sử dụng và nó lại không có bất kỳ một cái tác dụng phụ nào cả. Cho nên là các bạn có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng đúng không ạ? Để có thể mua cho mình và gia đình một lọ, luôn luôn sẽ có một cái chai dầu như thế này ở trong nhà để phòng phòng bệnh đúng không ạ? Vâng. Thế trên đây tôi vừa mới giới thiệu với các bạn về những cái thông tin về là sản phẩm dầu nóng Hàn Quốc có tốt hay không. Và thế còn cái câu hỏi nữa là
Các bạn mua chai dầu nóng này ở đâu ạ? Vâng, thì ở đâu là nơi tốt nhất? Vâng, thì chúng tôi là một cái trang web đã bán hàng Hàn Quốc rất là lâu năm. Cũng xin đưa ra một cái lời khuyên đối với các bạn là các bạn nên tìm tới những cái địa điểm, những trang web cũng như là những cái cửa hàng mà chuyên cung cấp sản phẩm chính hãng, có uy tín và được biết nhiều tới trên thị trường. Các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi nhận hạ, trước khi trả tiền đúng không ạ? Hoặc là các bạn có thể có những cái chương trình để tạo cái lòng tin đối với người sử dụng. Như ví dụ như chúng tôi là cam kết các bạn có thể là hoàn trả đổi hàng trong vòng 7 ngày. Nếu như các bạn phát hiện ra hàng của chúng tôi là hàng kém chất lượng hoặc là hàng giả, hàng hàng nhái đúng không ạ? Vâng. Trên đây tôi vừa mới chia sẻ với các bạn một số thông tin về chai dầu nóng Hàn Quốc Anti-Flame. Để biết thêm những thông tin chi tiết về sản phẩm dầu nóng cũng như là những sản phẩm khác của Hàn Quốc, mời các bạn truy cập vào trang web koreashop24h.com để kích vào đường link ở phía dưới, các bạn có thể theo dõi cũng như là cập nhật thêm những cái thông tin mới hoặc là những cái sản phẩm mới của trang web của chúng tôi. Các bạn cũng có thể chat Zalo với chúng tôi hoặc để lại số điện thoại trên comment của video. Chúng tôi sẽ gọi điện tới để tư vấn cho các bạn, hoặc các bạn cũng có thể gọi tới số hotline 0979 149 256 để được hỗ trợ và tư vấn trực tiếp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.